10 bộ phim Thái Lan được yêu thích nhất trên CH3 Plus trong 4 năm trở lại đây, Velarani chiếm gần một nửa. Những bộ phim Thái Lan được khán giả yêu thích với lượt xem khủng trong vài năm trở lại đây trên CH3 Plus. Những năm vừa qua, khán giả yêu phim Thái Lan, đặc biệt là các bộ phim của Đài 3, sẽ nhìn thấy những bước chuyển mình rõ rệt của công ty từ cách làm phim, cách xây dựng kịch bản, cách lựa chọn dàn diễn viên. Chính vì thế, CH3 Thái Lan dần rút ngắn khoảng cách về mọi mặt với ông Hoàng Rating CH7. Thậm chí, năm Huy Hoàng 2018, Đài 3 đã vượt mặt kênh 7 về mảng rating khi nắm giữ bom tấn ngược dòng thời gian để yêu anh. Bên cạnh đó, dàn diễn viên độc quyền của nhà đài cũng tiến bộ hơn rất nhiều về mặt diễn xuất. Ngoài ra, Đài 3 còn tập trung đẩy mạnh lớp diễn viên trẻ, tài năng để kế nghiệp. Những cái tên như Bella Rani, Yaya Urasaya, Popetanawat, Zemzi Zizaru đã góp phần không nhỏ làm nên thành công của CH3 Thái Lan như ngày hôm nay. Các bộ phim của Đài 3 giờ đây không chỉ hot ở trong nước mà còn được khán giả quốc tế hết sức yêu thích, chẳng hạn như Trung Quốc, Malaysia, Việt Nam. Mới đây, trên trang Facebook chính thức của mình, Đài 3 đã công bố top 10 bộ phim truyền hình được yêu thích nhất trên ứng dụng CH3 Plus trong 4 năm trở lại đây. Đó là những tác phẩm đã mang lại tiếng vang cho công ty. Ngoài rating trên truyền hình, lượt xem trên nền tảng online cũng giúp đem tên tuổi của nhà đài đi xa hơn. Hãy cùng điểm lại 10 bộ phim Thái Lan được yêu thích nhất trên CH3 Plus theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới. 1. Ngược dòng thời gian để yêu anh, do hai diễn viên Bella Rani và Popet Thanawat đảm nhận vai nam nữ chính. Bộ phim truyền hình Thái Lan được xem nhiều nhất trên CH3 Plus là Popet Saneva, Ngược dòng thời gian để yêu anh. Thứ hai là Lồng nghiệp chướng, bộ phim do Zemzi Ziraju và Bella Rani đóng chính. Tiếp theo là bộ phim ăn khách khác của Bella Rani mang tựa đề Grong Kham. Thứ ba, Chiêu trò lừa gạt, do Bella Rani và Popet Thanawat đóng chính. Vị trí thứ 3 trong danh sách tiếp tục gọi tên Bella Rani với bộ phim Royal Mania. Thứ 4, Thái Lan trúng mánh, do Kimmy Kimberly và Mario Moure đóng chính. Thứ 5, Xích thất tình thầm yêu anh chồng, do Mark Green và Munita đóng chính. Thứ 6, Miễn mặt trời còn có mặt trời, do Kou Subasara và Mark Green đóng chính. Thứ 7, Cô giáo gián điệp của tôi, do Kou Subasara và Chris Wirathong đóng chính. Thứ 8, Hương hoa đạt phước, do Yaya Urasaya và Gemma đóng chính. Thứ 9, Hãy để tình yêu phán xét, do Bella Rani và Không thá Piat đóng chính. Thứ 10 là Minh châu rực rỡ, do Buon Nalinthip và Bon Nawat đóng chính. Như vậy, Bella Rani là cái tên được nhắc đến nhiều nhất với 4 bộ phim truyền hình lọt vào danh sách. Cô nàng xuất sắc chiếm trọn 3 vị trí đầu bảng. Phim mới năm 2021 vừa kết thúc phát sóng cũng nhanh chóng góp tên. Ngoài ra, các tác phẩm còn lại cũng nổi bật không kém khi mang màu sắc riêng biệt, không bị hòa trộn.